Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách chúng ta làm một chiếc loa súp, còn gọi là loa siêu trầm, để lắp vào trong xe ô tô với mục đích là để tăng cái chất lượng âm thanh của chiếc xe của chúng ta lên, làm cho nó ẩm và đầm hơn. Với cấu tạo của nó khá đơn giản. Đấy, đầu tiên bên trong của nó là một cụ loa súp là thành phần chính của nó, và một mạch âm ly. Các bạn lưu ý mạch âm ly này dùng mạch âm ly 12V, cấp điện nguồn 12V, và một phần vỏ hộp. Với phần vỏ hộp chúng ta làm bằng gỗ và ghép lại với nhau, dùng kéo hai thành phần mình ghép lại và mài nhặn, và sau đó phun phủ tiêu và trừ một cái lỗ thông hơi cho nó đánh. Ở đây về phần chi phí chế tạo của nó cũng không tốn kém lắm. Phần loa mình mua là 850 ngàn, phần âm ly này 350 ngàn, còn phần vỏ gì thì không đáng kể. Tất nhiên phần loa các bạn có thể chọn kích cỡ và giá cả cao hơn hoặc là thấp hơn tùy nhu cầu sử dụng của từng người. Đấy. Phần trước loa này mình dùng thanh inox này vừa chắn bảo vệ cho nó khỏi bị xây xước cái màng loa, và vừa có đặc điểm thẩm mỹ. Các bạn lưu ý phần thùng loa phải thật kín, lúc đó thì âm thanh của nó mới trong được, chứ nếu không nó sẽ bị re. Những cái vị trí chúng ta để cố định cái âm ly vào, chúng ta phải làm thật kỹ để cho nó kín, không bị hở không khí. Đấy, về những phần bắt vít của loa và phần thân là phải làm thật kín. Ở phần trên này, ở đây mình cho một lớp kéo hai mặt loại súp để khi ghép cái mặt nó vào, ép vào cái là nó thật kín. Đây, đấy, ở đây mình làm khá nhiều vít, vừa nó cả có tác dụng thật kín. Còn nếu chúng ta làm cái vít này thưa hoặc ít quá thì có thể nó sẽ bị hở. Đấy, sẽ làm thế này. Giờ đây nó là đấy, kích cỡ của nó vừa phải, chúng ta có thể làm to hơn hoặc nhỏ hơn. Trong trường hợp chúng ta muốn làm súp để gầm ghế thì chúng ta phải làm nó nhỏ hơn, kích thước loa nhỏ hơn và hộp phải nhỏ hơn nhiều nữa rồi mới bỏ gầm ghế. Còn nếu không thì bỏ phía đằng sau cốp xe hoặc phía đằng sau xe. Đấy, và đấy là mình có trừ thêm lỗ thông hơi. Thông thường lỗ thông hơi này chúng ta trừ kích thước khá nhỏ, theo chỉ định thì thường người ta nói là nó khoảng 1/3 đường kính của loa. Tuy nhiên chúng ta làm nhỏ nhỏ hơn một chút và thử cái chất lượng âm thanh, sau đó lúc nào thì âm thanh nó chất lượng đạt mình ưng ý thì lúc đó mình làm cố định ở mức đó. Và đây là cái ống phần nội dài của nó. Đấy, ở đây mạch âm ly này có một đặc điểm là nguồn đầu vào 12V, và nó có hai chế độ. Một chế độ bật là bass, tức là nó chỉ có siêu trầm, còn khi nó bật sang full thì nó sẽ hiển thị theo loa thông thường. Để chúng ta như mình ở đây mình lắp thêm một loa tép nữa thì khi bật chế độ này thì chúng ta sẽ sử dụng như một loa thông thường. Tất nhiên chủ yếu công năng của nó ở đây là loa bass, một cái là chỉnh volume to nhỏ âm lượng, và một cái chỉnh về tần số. Ở đây là có tần số từ 50 Hz cho đến 250 Hz, tức là khi mình chỉnh tần số này thì nó sẽ ưu tiên cái tần số mình chọn. Và thông thường chúng ta
khi nào thử cái tần số nào chúng ta nghe thấy phù hợp và hay nhất thì chúng ta giữ cố định ở mức đó, nó có thể chỉnh ở mức độ đó. Còn ở đây là đường dây vào và đây là nguồn điện, ở đây là cực âm, còn ở đây là cực dương. Ở đây là thường người ta có thể lắp một công tắc ở đây hoặc là lắp cầu chì. Cầu chì này có tác dụng an toàn để khi nào mà quạt dòng hoặc gì đó là cầu chì phải chạy thì không ảnh hưởng đến mạch ở bên trong loa. Đấy, chi tiết cấu tạo của nó như thế. Bây giờ mình lắp nó lại. À, có một phần nữa, đó phần càng quan trọng, đó là chúng ta ở bên trong loa này thông thường như các cái mục khoảng đặt vào trong này để nó làm cho cái tiếng loa nó chắc và nó đầm hơn. Bông này là bông thường, là bông hòa học, thì chúng ta đặt vào bên trong nó. Đấy, bông này nó có tác dụng làm cho cái tiếng loa nó đầm hơn và nghe hay hơn. Đấy, các bạn lưu ý cả cái vít này, cái vít phải thật kín. Còn nếu mà chưa kín lắm thì các bạn hãy dùng kéo để làm cho nó kín hơn. Đấy, khi lắp lại nó sẽ như thế này. Đấy, nguyên vật liệu chúng ta mua khá dễ dàng ở trên mạng, âm ly và phần loa. Phần âm ly thì nó cũng khá rẻ, các bạn có thể gõ vào là âm ly loa súc hoặc là âm ly 12V, âm ly loa siêu trầm, thì thông thường nó có rất nhiều mạch. Nhưng mà người ta thường thì bán mạch loại dùng điện 220 là nhiều nhất, còn mạch dùng điện 12V thì ít hơn, nhưng mà đều có cả nhiều mức công suất và về chi phí chế tạo của nó là khoảng 1,2 triệu, 1,3 triệu, và dành một số thời gian để làm nó nữa thì cũng không tốn lắm. Chúng ta cũng có thể mua với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên ở đây trong một số như bạn thích tự làm để cảm nhận được cái chất lượng của nó và cái giá trị của việc mình làm ra. Còn việc bán trên thị trường thì nó rất nhiều loại súc gầm ghế, súc để đằng sau với mức nhiều mức công suất khác nhau. Ở đây là nó được tính vào súc điện, tức là âm ly ghép liền với loa. Còn loại súc hơi thì thông thường công suất lớn hơn, tức là một loa riêng và âm ly thì đặt riêng, khi độ nó thông thường công suất phải nói cho lớn hơn từ 200-300W trở lên, thì lúc đó sẽ dùng súc hơi. Đấy, cả vít này các bạn làm cho chặt lại. Các bạn để ý cái âm ly này là cho ra một đường súc riêng và nó còn cho ra đường loa thường nữa, nhưng người ta chỉ đấu vào đường loa súc. Còn khi bạn đấu vào nguồn của xe thì các bạn nên đây, khi đấu vào nguồn của xe thì thông thường các bạn đấu cực âm vào đây. Đấy, cực âm vào điểm này, thông thường là lấy một điểm trên khung xe. Còn cực dương thì các bạn nên lấy vào một cái điểm tốt nhất là nguồn ACC của xe,
tức là khi bạn bật chìa khóa là nó có điện và cái nguồn có công suất khá khỏe. Chúng ta cũng có thể đổ trực tiếp từ ắc quy, tuy nhiên chúng ta phải có một công tắc để khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta tắt công tắc. Nhưng mà như thế thì sẽ khá phiền hà. Tốt nhất là các bạn nên kiếm một cái nguồn ACC có cường độ khá mạnh ở trên xe và đổ vào, thì như thế là tốt nhất. Đấy, kích thước của nó khá gọn và đẹp mắt, chúng ta cũng có thể làm được. Những cái phần góc cạnh này chúng ta dùng để đánh phẳng và sau đó dùng sơn kêu quẹt lên. Đấy, còn bây giờ mình đấu thử cho các bạn xem. Các bạn lưu ý lúc thử hay gì thì các bạn đổi đầu nguồn âm và dương cho nó chính xác, nếu không loa sẽ không hoạt động. Bây giờ mình đã đổ xong nguồn điện và nguồn âm thanh đi vào. Hiện tại mình đang dùng ở chế độ sub, tức là nó chỉ nghe một tiếng bass thôi, còn nếu mà bật một nấc nữa thì nó sẽ sang cái chế độ loa thông thường. Còn khi mình chỉnh cái mức tần số khác nhau, đấy, thì âm lượng nó cũng sẽ khác. Đấy,
các bạn lưu ý khi nghe này, bạn phải dùng tai nghe lúc ấy mới cảm nhận được cái tiếng súc, còn nếu mà chỉ nghe loa của điện thoại thông thường thì rất khó nghe. Một là tai phone hoặc là loa vi tính thì sẽ nghe cảm nhận được tiếng súc của nó. Ở đây là nút chỉnh âm lượng. Đấy, nếu chúng ta chỉnh về tần số gần 50 Hz thì nó sẽ nghe âm trầm hơn, cảm giác nhỏ hơn một chút, nhưng mà nó thấp hơn, nó cũng phải khỏe hơn. Còn khi mà chỉnh lên một chút thì âm thanh nó nghe lớn hơn. Thì cái đó chúng ta căn chỉnh thế nào thì nó phù hợp. Còn ở đây trong trường hợp này mình đang lắp thử một cái nguồn 12V qua biên áp 8. Còn thực tế thì chúng ta sẽ lấy từ nguồn ắc quy. Các bạn lưu ý ở gói biểu tượng nối đất ở đây là chúng ta vào cực âm, còn biểu tượng này là cực dương. Và các bạn lắp một cái cầu chì khoảng 10A ở đây để cho nó bảo vệ an toàn cho cái mạch điện của hệ thống. Đấy. Đấy. Đây nó cho phép nguồn vào MP3 và nguồn khác. Thế nên chúng ta thực tế ở trên xe của chúng ta mà đã có đầu DVD thì thông thường ở trong nó có nguồn siêu trầm riêng của nó. Và nguồn siêu trầm này chúng ta đấu trực tiếp ra đây là tốt nhất. Còn trong một số trường hợp mà không có, hoặc là một số trường hợp thờ người ta thường lấy từ loa nách của xe, thì nguồn đó thực tế là nó không tốt bằng cái nguồn siêu trầm trực tiếp từ đầu DVD của xe. Như ở đây mình chỉ lấy nguồn thông thường từ máy vi tính. Đấy. Nhưng mà trong thực tế khi ta đấu vào trực tiếp vào xe thì chúng ta sẽ lấy nguồn siêu trầm riêng của nó và chạy dây. Đấy. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn cách làm một chiếc loa siêu trầm để chúng ta lắp vào hệ thống xe của chúng ta để cải thiện cái chất lượng âm thanh, và vừa để thỏa mãn cái thú vui về cách làm một chiếc loa. Thì ai có sáng kiến hoặc cách làm tốt hơn thì các bạn đóng góp. Đấy. Còn nếu chúng ta trong thời gian rảnh rỗi thì chúng ta có thể làm được. Và khi sử dụng cái thiết bị này thì chúng ta nghe tiếng bát nó ấm hẳn. Thông thường tiếng bát ở trong xe của chúng ta không được trang bị đầm và sâu. Và khi có tiếng bát này thì nghe cái tiếng âm thanh nó chắc hơn và thích hơn. Đấy. Thì những ai mà đam mê và dành thời gian thì có thể làm được một hệ thống âm thanh khá khá thú vị cho chiếc xe của mình. Mình đã giới thiệu với các bạn về cách làm chiếc loa siêu trầm. Đấy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đấy. Xin chân thành cảm ơn.